Cô Ngọc Lan mời các con tìm hiểu nội dung luôn. Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 5 dm và chiều cao tương ứng là 32 cm. Bài này rất đơn giản, đúng không các con? Các con nghe lại một lần nữa này. Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 5 dm và độ dài chiều cao tương ứng là 32 cm. Các con hãy cùng phân tích tóm tắt với cô. Đây là một hình bình hành có cạnh đáy là 5 dm và có chiều cao tương ứng là 32 cm. Bài toán yêu cầu là tìm diện tích của hình bình hành này là bao nhiêu? Tại sao cô để ở đây là cm? Bởi vì cô muốn nó cùng về đơn vị đo. Thì cô thấy chiều cao và cạnh đáy chưa cùng đơn vị đo. Vậy khi giải bài này thì việc đầu tiên chúng mình phải đưa về cùng đơn vị đo đã. Chúng mình sẽ giải như sau. Ta đổi 5 dm bằng 50 cm. Như vậy cô đã đưa về cùng đơn vị đo rồi. Và bây giờ thì cô chỉ cần đi tìm diện tích của hình bình hành là ta lấy độ dài cạnh đáy 50, ở đây là đáy nhân với chiều cao